luyện từ và câu cũng như là phần viết, còn nội dung của, của phần đọc nhìn chung là cái số lượng các văn bản hay là số lượng chữ trong mỗi văn bản thì nó không có thay đổi quá lớn. Thế bây giờ cụ thể thì chúng ta sẽ xem xem là ở hai chương trình này có những cái thay đổi như thế nào. Tiếng Việt Nam, trước hết là tôi nói về cái phần luyện từ và câu. Trong chương trình tiếng Việt Nam chúng ta có các nội dung về cấu tạo của vần vốn từ theo chủ điểm, nghĩa của một số thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt. Cách viết tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài. Từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, đại từ, đại từ xưng hô, quan hệ từ, câu đơn và câu ghép, cách nối các vế của câu ghép. Liên kết câu bằng cách đọc ngữ, thế từ ngữ, từ ngữ nối. Biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa. Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, phẩy, hai chấm, gạch ngang, ngoặc kép. Đó là nội dung của tiếng Việt Nam theo cái chương trình trước đây và nó đã trở nên rất là quen thuộc với quý thầy cô rồi. Còn với tiếng Việt Nam của 2018 thì quy định của chương trình sẽ gồm có những cái nội dung như sau vốn từ theo chủ điểm, nghĩa của một số thành ngữ, một số yếu tố Hán Việt. Như vậy thì nội dung này cũng tương ứng với cả nội dung của sách tiếng Việt Nam cũ. Tuy nhiên với sách giáo khoa tiếng Việt Nam bộ kết nối tri thức với cuộc sống thì chúng tôi không tổ chức những cái bài riêng để dạy cái phần uh, vốn từ theo chủ điểm hay là uh, nghĩa của một số thành ngữ tục ngữ và các cái yếu tố Hán Việt. Uh, chúng ta hình dung là sách tiếng Việt Nam có tới 18 bài dạy một rộng vốn từ và đây là những cái bài rất là khó rất là nặng và cũng uh, khi mà chúng ta tổ chức hoạt động thì cũng khó cho việc uh, tổ chức một cái buổi dạy mà nó thật là sinh động và vui vẻ đấy cũng là cái nội dung rất là khó thì ở tiếng Việt Nam của sách kết nối tri thức với cuộc sống chúng tôi vẫn đảm bảo được nội dung của chương trình như mở rộng vốn từ đó nhưng mà nó không thiết kế thành bài riêng mà học sinh sẽ được học cái nội dung này sẽ rèn luyện được những cái kỹ năng này thông qua các cái bài đọc các cái văn bản đọc và thông qua những cái phần như là phần luyện tập sau văn bản đọc và nó sẽ rất là nhẹ nhàng cách viết tên người và tên địa lý nước này cũng hoàn thống nhất với cả sách tiếng Việt Nam 2000 từ đa nghĩa là một cái nội dung thực ra thì chúng ta cũng đã được học ở trong cái chương trình cũ với tên là từ nhiều nghĩa đúng không ạ từ đồng nghĩa thì là nội dung cũ sử dụng từ điển ở đây sẽ là một cái nội dung mới và đây là một cái phần rất là cập nhật mà cái chương trình mới đưa vào các em sẽ được học để các em biết cái cách làm việc sau này chúng ta còn rèn cho học sinh học ở, ở những cái bậc học cao hơn hoặc là ở cái bậc học đại học các em phải tự biết cách sử dụng từ điển để tra cứu thì cái việc này là hết sức cần thiết đối với học sinh phần đại từ thì chúng ta nhìn thấy cái đại từ xưng hô là cái nội dung mà nó tương đồng với cái sách cũ ở sách mới thì sẽ có thêm hai loại đại từ nữa là đại từ thay thế và đại từ nghi vấn. Cái này cũng sẽ theo quy định chung của cái chương trình mới và nó không phải là chỉ riêng kết nối đưa vào dạy ba loại đại từ mà các cái bộ sách khác cũng sẽ dạy ba loại đại từ. Đó là xưng hô, thay thế và nghi vấn bài quan hệ từ ở tiếng việt nam thì sẽ chuyển thành kết từ tiếng việt nam cũ thì sẽ chuyển thành kết từ trong tiếng việt nam mới cái sự thay đổi về tên gọi này không thay đổi cái nội hàm khái niệm và cái phần nội dung giảng dạy thì cái nội dung về kết từ thì tôi sẽ nói sau câu đơn và câu ghép cách nối các vế của câu ghép cái này thì hoàn toàn tương đương liên kết câu bằng cách lập từ ngữ từ ngữ nối từ ngữ thay thế cũng sẽ uh, tương đương với chương trình cũ. Uh, ở tiếng Việt Nam sẽ có một cái nội dung mới, đó là biện pháp điệp từ, điệp ngữ, uh, nhưng không có cái biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa. Cái nội dung này thì học sinh đã được học ở lớp 4. Phần uh, dấu gạch ngang uh, và dấu gạch nối cũng được đưa vào cái tiếng Việt Nam của 2018. Thì chúng ta nhìn thấy nếu mà đối chiếu với chương trình cũ, thì chương trình cũ là cái số lượng dấu câu ấy ở trong cái tiếng Việt Nam là sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Thực ra ở đây thì uh, sách mới người ta cũng không bớt đi các cái dấu câu, học sinh vẫn phải được học nhưng mà cái việc tổ chức sắp xếp là chúng chúng ta cho học sinh học ở lớp nào thì sẽ um, sẽ có những cái sự thay đổi nhất định. ở tiếng Việt Nam mới sẽ có một cái nội dung mới đó là viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt đây là nội dung chúng tôi thấy cũng rất là cần thiết phải đưa vào để cho học sinh biết cách viết hoa danh từ chung trong những cái trường hợp mà thể hiện cái sự tôn trọng đặc biệt tức là những cái trường hợp bất thường không hẳn lên như là theo cái quy tắc từ xưa đến nay các em vẫn viết và có một cái nội dung mới nữa đó là phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ thì tiếng Việt Nam sẽ chú trọng đến đến điều này bởi như chúng ta thấy rằng là cái giao tiếp hiện nay không chỉ là được thực hiện bằng lời nói mà còn bằng rất là nhiều những cái phương tiện giao tiếp khác nhau nữa thế thì tôi xin được khái quát lại một chút về cái mạch luyện từ và câu của cái chương trình 2018 so với chương trình trước đây thì các cái nội dung bổ sung tức là được thêm vào đó là sử dụng từ điển này viết hoa danh từ chung này phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ và biện pháp điệp từ điệp ngữ thế thì các cái nội dung một hai ba không có cái phần lý thuyết mà chỉ có thực hành cho nên nó sẽ rất là nhẹ nhàng chỉ có biện pháp điệp từ điệp ngữ là có phần lý thuyết mà thôi cái phần mà tôi gọi là giảm tải thì thực ra Uh, nó không không hẳn đúng với cái tên là giảm tải như vậy Thì như tôi đã có chia sẻ là Nó sẽ chuyển đổi cái hình thức uh, Đó là cái phần mở rộng vốn tử Tức là tiếng Việt Nam của bộ kết nối Sẽ không có những cái bài dạy riêng Mở rộng vốn tử Như tôi nói là chúng ta sẽ bớt đi được 18 bài Cho cái nội dung này So với sách cũ Phần cấu tạo của vần nó cũng sẽ không hiện ra Ở trong cái tiếng Việt Nam này Và các cái nội dung như là Đồng âm và trái nghĩa thì cũng chúng ta không nhìn thấy trong tiếng Việt Nam. Thì cái đồng âm là sẽ được đưa lên chương trình của cấp 2. Còn trái nghĩa thì các em đã được học ở các cái lớp trước rồi, là chương trình của lớp 3, lớp 4. Đó là dùng những cái từ mà có nghĩa trái ngược nhau. À, biện pháp so sánh và biện pháp nhân hóa thì các em cũng được học ở lớp trước, ở lớp 4 đến phần lớp 5 cũng sẽ có một cái nội dung ôn lại. Thì đây là những cái sự thay đổi. Thì quý thầy cô có thể yên tâm là nhìn chung thì cái mạch luyện từ và câu của chương trình 2018 nó vẫn có rất là nhiều những cái nội dung của cái chương trình trước đây mà các thầy cô đã quen thuộc với cái việc dạy nó rồi. Cho nên mình dạy cũng sẽ không khó khăn gì cả. Và những phần mà được bổ sung thêm vào ở đây thì lại là những cái nội dung mà À, chủ yếu là thực hành chứ không phải nó quá nặng về lý thuyết và nó không mang tính hàn lâm do vậy là nó sẽ không khó cho cái việc dạy và cái chương trình cũng sẽ có riêng đối với lớp 5 thì cũng sẽ có những cái giảm tải à, khá là nhiều so với cả chương trình cũ thì các thầy cô có thể yên tâm về điều này Nên là chúng ta sẽ thấy là luyện từ và câu nó không không nặng trong cái chương trình lớp 5 à, mà chúng ta sẽ phải dạy thế bây giờ là một cái nội dung khác mà tôi muốn so sánh đó là nội dung viết để chắc là quý thầy cô cũng đồng ý với tôi là cái nội dung viết thì cái phần viết thì luôn luôn được cho là một cái hoạt động rất là nặng nề à, dạy chúng ta cũng thấy vất vả mà học sinh học cũng vất vả các em rất là ngại viết nói thì các em cảm thấy là thích thú hơn nhưng viết thì rất là ngại thế thì cái phần này nó sẽ có những cái thay đổi như thế nào ở tiếng Việt Nam của 2000 chúng ta có viết trình tả văn bản thơ viết bài tả người tả phong cảnh viết báo cáo thống kê viết đơn làm biên bản lập chương trình hoạt động viết đoạn đối thoại và có phần ôn tập tả đồ vật tả cây cối ở tiếng Việt Nam 2018 chúng ta có viết bài văn kể lại câu chuyện sáng tạo viết bài tả người tả phong cảnh thì chúng ta nhìn thấy viết bài văn kể lại câu chuyện sáng tạo nếu so với cả sách cũ thì phần này là một cái cái nội dung mới. Tuy nhiên thì nó lại được đặt nền tảng từ uh, tiếng Việt lớp 4 của cái chương trình mới này. Rồi một lát nữa tôi sẽ so sánh cái tiếng Việt 4 với tiếng Việt Nam của chương trình mới để quý thầy cô có thể uh, hình dung và có được một cái cái mạch xuyên suốt của cái nội dung tập làm văn hay chúng ta có, giờ chúng ta gọi là nội dung viết viết bài tả người tả phong cảnh thì hai cái chương trình này nó sẽ tương đồng nhau viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc trước một sự việc hoặc một bài thơ câu chuyện văn thể hiện tình cảm cảm xúc thì học sinh được học từ lớp 2 trong cái chương trình mới ở lớp 2, lớp 3, lớp 4 các em đều có những cái phần có những cái, cái, kiểu là viết đoạn văn bài bài văn thể hiện tình cảm cảm xúc với một người thân chẳng hạn đó, thì lên lớp 5 nó vẫn là cái loại văn này nhưng mà nó sẽ thay đổi cái 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 đối tượng và phạm vi đó là tình cảm cảm xúc trước một sự việc hoặc là một bài thơ hay là một câu chuyện thì cái này sẽ là chuẩn bị cho các em để chúng ta có thể học cái chương trình của 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 lớp 3 viết văn biểu cảm viết đoạn văn nêu lý do vì sao tán thành hoặc phản đối một sự việc hiện tượng đây là một cái nội dung mà tôi thấy rằng là vô cùng cần thiết để đưa vào cái chương trình tiếng Việt Nam bởi vì cái nội dung này sẽ là cái phần chuẩn bị rất tốt để rèn cho các em tư logic và lập luận và cái đó rất cần thiết cho cuộc sống của các em sau này Ở những cái bậc cao hơn đấy thì các em sẽ có cái văn nghị luận và trong cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn phải đưa ra những cái ý kiến của mình những cái quan điểm uh, của những cái người khác thế thì cái điều này sẽ dành cho các em cái logic để các em sau này khi mà chúng ta đưa ra lý do chúng ta có thể đưa ra một cách rất là chắc chắn rất là sắc sảo sẽ có một cái phần với là viết đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc một bộ phim hoạt hình thì cái là cụ thể thầy cô thấy rằng là nó không nặng nề và tiếp theo là cái nội dung viết báo cáo công việc hay là chương trình hoạt động thì về cơ bản nó sẽ tương ứng với chương trình cũ thì tiếng Việt Nam nó là sự tiếp nối và nó là sự phát triển của tiếng Việt 4 và cái nội dung đưa vào gọi là mới hoàn toàn nó không quá nhiều. Cái nội dung mới đấy thì lại là kế thừa của, của cái sách giáo khoa tiếng Việt trước đây. Cho nên quý thầy cô có thể yên tâm là cái phần nội dung viết nó cũng sẽ không nó sẽ không phải là cái nội dung nặng nề. À, chúng ta thấy ở trên mạng rồi những cái thông tin ở bên ngoài người ta cứ nói rằng là phần nội dung viết bây giờ nó quá nặng có đến 16 17 kiểu bài thì đấy không phải là các cái kiểu bài khác nhau chúng ta hình dung là viết đoạn văn mà thể hiện tình cảm cảm xúc thì cũng có nhiều kiểu là có nhiều cái nội dung là viết về một người thân hay là viết về bạn bè của mình viết về một cái nhân vật nào đó ở trong văn học hay là viết về một cái bài văn bài thơ nó chỉ khác nhau một chút về đặc trưng nhưng, trên cơ sở là cái nền tảng của nó là nó có sự phát triển và kế thừa thì viết bài văn kể lại câu chuyện sáng tạo nó là sự phát triển của cái viết đoạn văn tưởng tượng của của lớp 4 thì các em đã được chuẩn bị và được rèn từ lớp 4 rồi Mình viết bài văn tả người tả phong cảnh thì nó là nội dung mới so với lớp 4 nhưng nó lại là nội dung quen thuộc so với sách cũ. Viết bài văn thể hiện tình cảm cảm xúc trước một sự việc, hoặc một bài thơ, câu chuyện. Thì ở đây nó có ba cái ý trong cái kiểu loại viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc. Đó là trước một sự việc, hoặc là trước một bài thơ, câu chuyện thì sách kết nối sẽ chia rất kỹ cả ba cái loại này để hướng dẫn cho các em học sinh bởi cùng là trên cơ sở nền tảng của việc viết văn biểu cảm thì trước một sự việc hay trước một bài thơ câu chuyện nó sẽ có những cái đặc trưng riêng cái cách mà hướng dẫn tỉ mỉ uh, theo từng loại như thế này thì sẽ giúp các em dễ dàng hơn trong cái việc viết văn còn viết đoạn văn nêu lý do vì sao tán thành hoặc phản đối về một sự việc hiện tượng thì um, thực ra nó cũng lại được phát triển từ cái viết đoạn văn nêu ý kiến của cái chương trình của cái tiếng việt 4 viết đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc một bộ phim hoạt hình văn giới thiệu thì các em cũng làm quen rồi ờ, nhưng mà những cái yêu cầu của chúng ta ở lớp 5 nó càng ngày càng cao hơn chứ thực ra thì ngay từ lớp 1 là các em đã được giới thiệu về bản thân Đó, có thể viết một hai ba câu là giới thiệu về bản thân chẳng hạn Đó. thì sau này thì các em sẽ giới thiệu những cái thứ mà nó khó hơn một chút như là nhân vật trong một cuốn sách hoặc là một bộ phim hoạt hình thì đây cũng là theo cái yêu cầu phát triển theo cái sự phát triển của tư duy thôi học sinh lớp 5 đã lớn hơn rất là nhiều rồi và các em tiếp cận được với những cái nội dung nó khó hơn và có một cái 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 sự đánh giá nó cao hơn à, viết báo cáo công việc chương trình hoạt động thì như vậy bây giờ tôi sẽ đánh giá về mạch viết chúng ta có thể thấy là theo chương trình 2018 thì các kiểu bài viết được triển khai theo cách dàn hàng ngang và xoáy chôn ốc chứ không theo cái cách cuốn chiếu. Nghĩa là các kiểu bài ở lớp trên là sự lặp lại, nâng cao nhiều kiểu bài đã học ở lớp dưới. khi quý thầy cô dạy lớp 5 là lớp cao nhất ở trong cái chương trình tiểu học. Nhưng các thầy cô có thể yên tâm là một số kiểu bài là các em đã được học ở lớp dưới rồi. Thì đến lớp 5 là chúng ta sẽ phát triển nâng cao hơn lên mà thôi. Tức là học sinh đã được làm quen từng bước À, qua các lớp đây cũng là cách triển khai các kiểu bài viết trong chương trình dạy tiếng của các nước phát triển như là Hoa Kỳ Australia hay là Hàn Quốc thì trong khi mà chúng tôi uh, biên soạn sách giáo khoa tiếng Việt Nam mới này thì chúng tôi đã tham khảo cái cách viết ở oh, chương trình của các nước phát triển à, về định uh, định hướng về phương pháp dạy học thì uh, nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái đổi mới Năng lực của người học chỉ có thể hình thành và phát triển thông qua các hoạt động. Thì chúng ta thấy rằng là mục tiêu của chúng ta là phát triển năng lực và phẩm chất cho người học. Thì cái năng lực đó sẽ được thể hiện thông qua các hoạt động. Và để đạt được mục tiêu này theo cái định hướng của 2018, giáo viên cần chú trọng việc tổ chức các hoạt động đọc, viết, nói và nghe cho học sinh học sinh cần được thực hiện nhiều hoạt động đa dạng thể hiện vai trò chủ động tích cực của người học phát huy khả năng tự học có kỹ năng làm việc nhóm thuyết trình thảo luận tương tác tích cực với bạn bè và thầy cô cái cách dạy học cũ là thuyên về cái truyền đạt kiến thức do vậy là giáo viên sẽ là người hoạt động chủ yếu các em học sinh sẽ hoạt động ít hơn. Nhưng với chương trình mới thì học sinh sẽ thực hiện rất nhiều các cái hoạt động. Còn giáo viên là người hướng dẫn và các em học sinh sẽ phải thể hiện cái cái sự chủ động của mình, sự tích cực của mình. Thì chúng ta sẽ rèn cho học sinh cái 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 phương pháp học này ngay từ bậc tiểu học để lớn lên các em có thể trở thành những đứa trẻ rất là tự tin và biết cách làm việc nhóm. định hướng về đánh giá kết quả giáo dục thì mục tiêu đánh giá sẽ là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và những tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình học. Nội dung đánh giá là sẽ đánh giá phẩm chất, năng lực của học sinh trong môn tiếng Việt thể hiện qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe chúng ta thấy đánh giá phẩm chất và năng lực có vẻ như là sẽ khó hơn những cái đánh giá về mặt kiến thức tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có cách để mà có thể đánh giá được phẩm chất và năng lực của học sinh chủ yếu là cái phần đánh giá này sẽ là đánh giá cả một cái quá trình chứ không phải chỉ đánh giá đơn thuần thông qua những cái bài thi ở cuối kỳ cách thức đánh giá À, cách thức đánh giá sẽ là cái cách thức đa dạng kết hợp cả đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ kết hợp cả đánh định tính và định lượng thông qua các bài kiểm tra bài tập với nhiều hình thức và mức độ khác nhau dựa trên yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với học sinh được quy định trong chương trình và như vậy thì quý thầy cô cũng lưu ý là khi mà chúng ta ra đề chúng ta sử dụng và khai thác ngữ liệu đảm bảo yêu cầu đánh giá năng lực của học sinh, khắc phục tình trạng chỉ học thuộc, sao chép tài liệu sẵn có. Thì đây là một cái yêu cầu tôi cho rằng là rất là cần thiết bởi vì quý thầy cô cũng có thể thấy bây giờ học sinh lớp 12 khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia để mà vào đại học đó thì trước đây chẳng hạn như chúng ta học một cái tác phẩm là vợ nhặt của Kim Lân. Thì khi mà kiểm tra, khi mà đi thi thì các em sẽ thì vào những cái tác phẩm đã học đó thì bây giờ là các em sẽ không thi vào những cái văn bản đã học trong bất kỳ bộ sách nào mà sẽ là những cái văn bản mới hoàn toàn do vậy thì ngay từ cái cấp tiểu học khi chúng ta ra đề thì chúng ta cũng đã phải ra những cái đề thi hoàn toàn là mới để học sinh để tránh cái tình trạng học thuộc và sao chép tài liệu có sẵn của học sinh và nhìn chung thì sách giáo khoa sẽ phải đảm bảo được cái sự kết nối giữa cái chương trình với sách giáo khoa và giữa các thành tố trong bản thân chương trình và sách giáo khoa. Từ chương trình tổng thể tới chương trình môn học và tới sách giáo khoa của các cái bộ môn cụ thể. Và tất cả thì đều phải thống nhất đi từ mục tiêu cho đến nội dung giáo dục, cho đến cái phương pháp giáo dục và đánh giá. Thì kính thưa quý thầy cô, tôi vừa mới hoàn thành cái nội dung thứ nhất đó là giới thiệu chung về chương trình và sách giáo khoa nói chung. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là có những cái thầy cô thì như tôi có chia sẻ là chỉ dạy ở lớp 5 mà không dạy ở các lớp trước cho nên là tôi nghĩ rằng là cái phần vừa rồi ấy, đủ để các thầy cô có một cái hình dung sơ bộ về toàn bộ cái công cuộc Đổi mới về cái nội dung chương trình của Bậc Tiểu Học Bây giờ sẽ là một cái nội dung nó cụ thể hơn Đó là giới thiệu về sách giáo khoa tiếng Việt 5 Của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Thế quan điểm biên soạn của chúng tôi Khi mà thực hiện bộ sách này là gì? Thế quan điểm thứ nhất đó là sách được biên soạn Theo mô hình sách giáo khoa dạy tiếng hiện đại Và tiếp thu hợp lý kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa tiếng Việt lâu nay thứ hai là các nội dung dạy học kết nối với nhau theo chủ điểm đảm bảo sự tích hợp giữa nội dung văn bản đọc với hoạt động viết nói và nghe à, chúng ta đã nghe rất nhiều cái từ tích hợp tích hợp Thế thì ở trong cái bộ sách mới này chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự tích hợp đó qua bốn cái hoạt động cơ bản đó là đọc viết nói và nghe Chú trọng dạy kiến thức tiếng Việt theo quan điểm chức năng, không khai thác sâu đặc điểm cấu trúc của các đơn vị ngôn ngữ. Học sinh không phải ghi nhớ các khái niệm nặng tính lý thuyết. Thì cái chương trình tiếng Việt ban nãy tôi đã chia sẻ với quý thầy cô, nó sẽ có những cái phần liên quan đến cái nội dung về từ vựng, có những phần liên quan đến ngữ pháp, có từ loại, có, có các kiểu câu, đúng không ạ? Thì có thể thấy rằng là không có sách giáo khoa của bất kỳ nước nào trên thế giới mà bỏ kiến thức từ loại câu hay là dấu câu hay là từ vựng của tiếng mẹ đẻ tất cả các sách giáo khoa ở các nước đều phải khai thác cái nội dung này đây cũng sẽ là phần chuẩn bị rất tốt cho các em để các em có thể uh, dùng cái kiến thức nền tảng đó để học một cái ngoại ngữ thế tuy nhiên thì là chúng tôi chủ trương cái quan điểm biên soạn của mình đó là không khai thác sâu đặc điểm cấu trúc của các đơn vị ngôn ngữ tức là dạy nó không quá nặng về cái cấu trúc mà là dạy theo hướng của chức năng, tức là chúng ta sử dụng ví dụ như bây giờ chúng ta học đại từ, chúng ta sẽ sử dụng đại từ để làm gì? Chúng ta sử dụng câu ghép để làm gì? vân vân. Thì học sinh không phải ghi nhớ các cái khái niệm mà nặng tính lý thuyết hàn lâm. Thực ra cái quan điểm đó thì chắc là mọi người đều có thể chia sẻ được nhưng cái quan trọng ấy là sách sẽ phải thể hiện như thế nào trước hết là sách tiếng việt nam bộ kết nối tri thức với cuộc sống sẽ đi theo mô hình sách giáo khoa dạy tiếng hiện đại tức là chú trọng các kỹ năng ngôn ngữ của người học thế thì chúng ta thấy rằng là sách cũ của mình trước đây là chia thành các phân môn đó là tập đọc đó là À, tập làm văn, đúng không ạ, là kể chuyện Nhưng bây giờ ấy, thì ở trong sách mới Thực ra thì nó đã đổi từ lớp 1 rồi cho đến lớp 5 rồi Chúng ta sẽ không nhìn thấy tên của các cái phân môn như vậy Mà chúng ta sẽ nhìn thấy các hoạt động Đó là đọc, viết, nói và nghe Và nó sẽ có thêm một cái phần luyện tập về từ và câu Luyện tập về từ và câu thì nó sẽ là một cái hoạt động tổng hợp trong đó có cả đọc có cả viết và cũng có cả nói và nghe chúng ta sẽ thấy là ở trong tiếng Việt Nam cái việc dạy học tiếng Việt ấy, nó sẽ gần với giao tiếp thực tế của học sinh và à, chúng ta sẽ hình thành kiến thức tiếng Việt cũng như phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học của các em thông qua thực hành và vận dụng trong các tình huống giao tiếp của đời sống trên cơ sở đó thì sách sẽ tạo hứng thú học tập và phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Thực ra khi mà chúng ta dạy bất kỳ một cái đơn vị ngôn ngữ nào, cái nội dung ngôn ngữ nào, thì chúng ta cũng cần phải chú ý tới cái mục đích của nó, tức là dạy cái nội dung này để làm gì? Để các em ứng dụng được vào cái điều gì trong cuộc sống. Khi mà học sinh ứng dụng được thì các em sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Để tôi xin kể một cái câu chuyện ngoài lề. À, đó là con trai tôi uh, cháu sau khi mà học xong cấp 3 ở trường uh, Nguyễn Siêu của Hà Nội thì cháu đi du học nước ngoài và cháu học ở Mỹ thế thì khi mà học môn toán ở đó thì cháu cùng với một bạn Việt Nam nữa luôn luôn là cái người mà um, sung phong lên bảng rất nhiều gần như thầy giáo viết xong đề toán là các là các con đã giải xong rồi các con Việt Nam uh, lên giải toán rất là nhanh Thế nhưng mà ở nước ngoài thì tức là về sau thì con nói với tôi là thực ra cái này con học được ở lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở Việt Nam hết rồi. Cho nên là lên đại học thì con học thì con lại thấy nó rất là dễ. Vì mình đang dạy cái kiến thức nó khá là nặng nề. Thế còn ở nước ngoài người ta sẽ người ta sẽ dạy cho học sinh là à thế bây giờ các em phải học cái công thức này. Thì cái công thức này để áp dụng vào thực tế để làm gì? Ví dụ như là chúng ta tính cái sơ đồ thiết kế một cái ngôi nhà chúng ta tính cái uh, lượng sỏi ở uh, phải sử dụng để xây dựng vân vân đó thì nó sẽ có những cái ứng dụng thực tế và khi mà có ứng dụng thực tế thì học sinh học nó cũng sẽ hào hứng hơn thì sách uh, toán bây giờ cũng sẽ đủ mới theo cái uh, theo cái hướng như vậy uh, quý thầy cô có thể hình dung một cái một cái lát cắt của trang mục lục ở đây là tuần 1 và tuần 2 là hai cái tuần đầu tiên chúng ta nhìn thấy là mỗi tuần nó sẽ có hai hai bài. Và ở các bài ấy, thì nó hiện lên ở trong mục lục sẽ là các hoạt động. Đầu tiên là đọc này. Xong đến luyện từ và câu này, xong đến viết, tức là những cái phần in đậm các thầy cô có thể theo dõi trên màn hình. Đến bài thứ hai chúng ta cũng có đọc, có viết và đọc mở rộng. Bài thứ ba đọc luyện từ và câu và viết tức là nó sẽ lặp lại cái bài số 1. Và bài số 4 thì lặp lại bài số 2 nhưng thay vì cái hoạt động đọc mở rộng thì sẽ là hoạt động nói và nghe. Thì như vậy chúng ta có thể thấy cái sự luân phiên. Sự luân phiên ở trong cái hoạt động đọc mở rộng hay là nói và nghe, nhưng nhìn chung là về cơ bản các thầy cô thấy là nó là toàn bộ cái sách giáo khoa sẽ tổ chức theo theo bốn cái hoạt động cơ bản đó và cùng với cả luyện từ và câu bây giờ là những cái trang sách minh họa cụ thể nếu như quý thầy cô có sách tiếng Việt năm rồi thì chúng ta có thể dở ra theo dõi còn nếu không thì quý thầy cô theo dõi trên màn hình chữ nó hơi nhỏ một chút thì chúng ta chịu khó ví dụ nhé bài số 1 thanh âm của gió thì các thầy cô sẽ nhìn thấy ba cái thẻ cái thẻ đầu tiên là thẻ đọc ở trang trang đầu tiên đấy và tiếp theo sẽ cái trang thứ hai là thẻ luyện từ và câu và cuối cùng sẽ là viết. Như vậy đây chính là các cái hoạt động mà chúng ta cần tổ chức cho học sinh. Còn bài số 2, bài cánh đồng hoa thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu với cái cái thể đọc, sau đó là đến viết và cuối cùng sẽ là đọc mở rộng. Đây là những cái hoạt động mà chúng ta đều thấy suy cho cùng trong cuộc sống con người thì những cái hoạt động đọc viết nói và nghe là những cái hoạt động mà con người thực hiện thường xuyên. À, ví dụ như là mình có thể đi chợ đi siêu thị à, để mua bán một cái gì đó, chúng ta cần phải đọc sản phẩm này, thông tin về sản phẩm này, giá của sản phẩm này, rồi chúng ta có thể trao đổi với người bán này, à, rồi khi mà họ in cái cái phiếu thì chúng ta có thể từ cái chữ chúng ta cũng đọc để chúng ta xem cái số tiền mình phải trả này, đúng không ạ? thì suy cho cùng cái hoạt động của con người là xoay quanh đọc viết nói và nghe do vậy thì bây giờ sách giáo khoa đi theo đúng những cái hoạt động đó thì cái việc mà các em học xong cái nội dung lý thuyết thì các em có thể ứng dụng vào cái thực tiễn đó là những cái hoạt động giao tiếp tự nhiên mà mình vẫn thực hiện hàng ngày thì như vậy thì cái việc mà chúng ta dạy học nó sẽ sát nhất với cả thực tế và nó sẽ thú vị hơn thì ở trên màn hình của quý thầy cô là À, là một số những cái bài minh họa cho cái hoạt động nói và nghe chúng ta có nhiều những cái chủ đề rất là sinh động như là bảo tồn động vật hoang dã yêu cầu ở đây là các em thảo luận về việc bảo tồn động vật hoang dã hoặc là các em có thể giới thiệu về một cái cảnh đẹp thiên nhiên hoặc là thảo luận về một sự việc có nhiều ý kiến khác biệt nói và nghe thì nó chỉ tập trung vào hai cái 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 gọi là cách đó hai cái loại kiểu loại là một là thảo luận và hai là giới thiệu chúng ta không có cái phần kể chuyện cái quan điểm biên soạn thứ hai của chúng tôi mà tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô đó là các bài học kết nối với nhau theo chủ điểm tạo điều kiện cho việc tích hợp hiệu quả nội dung của các hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Sách sẽ có 8 chủ điểm và ở trong mỗi một chủ điểm thì các cái hoạt động là sách đã chú ý đến cái tính kết nối của nó. Ví dụ với chủ điểm thế giới tuổi thơ thì ở phần đọc sẽ là các bài đọc viết về thế giới tuổi thơ của các em như là những cái kỷ niệm của tuổi thơ tình cảm đối với bạn bè thầy cô và những cái hoạt động mà được chính các em yêu thích đến phần viết các em sẽ được tìm hiểu và luyện viết bài văn kể chuyện với những chi tiết sáng tạo thế thì chúng ta thấy rằng là từ những cái câu chuyện tuổi thơ tiến tới việc là các em kể chuyện với những cái chi tiết sáng tạo hơn thì rõ ràng là nó có một cái sự kết nối logic tuổi thơ thì trí tưởng tượng nó là vô biên. Do vậy ở đây các em sẽ được phát huy cái trí tưởng tượng của mình, được sáng tạo thêm chi tiết cho câu chuyện theo tưởng tượng của mỗi em. Phần nói và nghe sẽ là chia sẻ về những câu chuyện thú vị, à, biết chỉ ra những chi tiết mà mình thấy hấp dẫn ở trong câu chuyện và các em cũng sẽ được giới thiệu về những điểm vui chơi lý thú dành cho chính mình. Thì rõ ràng là những cái nội dung nói và nghe như thế này là nó vẫn đi theo cái chủ điểm thế giới tuổi thơ và nó được cung cấp bởi kiến thức từ các bài đọc đấy. và các bài viết thế nội dung của viết cũng đi theo cũng đã được chuẩn bị từ các cái bài đọc các văn bản đọc đấy là một cái sự sâu chuỗi ở chủ điểm thiên nhiên kỳ thú thì các bài đọc sẽ gợi ra những sự vật hiện tượng thiên nhiên đặc sắc kỳ lạ Ví dụ như là vịnh Hạ Long, rồi là những cái sự kiện như là những cái ngọn núi lửa nóng dẫy uh, vân vân hay là cái hang sơn đòn. Và giúp các em mở rộng hiểu biết, yêu hơn thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên. Thế thì với những cái bài đọc như thế thì theo các thầy cô đến phần viết các em sẽ nên viết về cái nội dung gì? vì các em được tiếp xúc với những cái thiên nhiên kỳ thú cho nên là cái phần viết ở đây các em sẽ được viết cái bài văn miêu tả phong cảnh Đó. thì trên cơ sở của cái văn bản đọc thì các em có thể được chuẩn bị những cái kiến thức để mình viết tốt hơn thì cái nội dung viết sẽ giúp các em biết quan sát cảnh vật biết tìm từ ngữ câu văn để tái hiện bằng lời văn bằng tình cảm cảm xúc của mình thế còn đến nói và nghe thì các em sẽ nói và nghe cái gì nói và nghe ở đây sẽ là thảo luận về việc bảo tồn động vật hoang dã giới thiệu cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương hoặc danh lam thắng cảnh của đất nước như vậy thì các em đã được đọc những cái văn bản mà về thiên nhiên cũng như là chúng ta đã trang bị cho các em cái kiến thức và một cái tình yêu đối với thiên nhiên thì các em thấy rằng là cái thiên nhiên này thật là tuyệt vời vậy thì trên cơ sở đó các em sẽ được bảo thảo luận về cái việc bảo tồn động vật hoang dã các em sẽ xác định được cái cái nhiệm vụ của mình trong việc là làm giàu có à, bảo vệ đấy và làm giàu có thêm cái thiên nhiên ở xung quanh ta và cũng là để khơi gợi cái niềm tự hào à, cho nên các em sẽ được học cái cái phần nói và nghe ở đây là giới thiệu cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương hoặc là danh lam thắng cảnh của đất nước mình thì tất cả nó sẽ được sâu chuỗi và nó logic với nhau Uh, ví dụ như là ở trên màn hình quý thầy cô có thể theo dõi một cái bài phần đọc phần đọc ở đây là một cái văn bản của nguyễn trọng Tạ, bài ca về mặt trời một cái văn bản rất là hay miêu tả về mặt trời và các em có rất là nhiều những cái sự chuẩn bị ở cái văn bản này để sau đó thì các em có thể học cái phần viết dễ hơn. Ví dụ như là ở cái câu hỏi số 5. Khi đọc đoạn văn tả mặt trời mọc, có hai bạn nhỏ đã nêu ý kiến như dưới đây. Em thích ý kiến của bạn nào hoặc có ý kiến nào khác? Vì sao? Ý kiến thứ nhất là cảnh mặt trời mọc giống như một thước phim quay chậm vầng mặt trời chậm rãi xuất hiện như một nghệ sĩ muốn màn mở đầu của mình phải thật đặc biệt để mang lại cảm xúc vỡ hòa cho khán giả. Còn một bạn thì viết là cảnh mặt trời mọc giống màn ảo thuật mà khán giả hồi hộp mong chờ. Khi mặt trời xuất hiện, bí mật được khám phá, sân khấu bầu trời, sáng bừng, rạng rỡ trong niềm vui của tất cả mọi người. Như vậy rõ ràng là đây chính là phần để chuẩn bị cho các em viết văn tức là từ việc các em cảm nhận được cái bài đọc bài ca về mặt trời mà mà nhà văn nguyễn trọng tạo đã miêu tả rất là hay như vậy thì các em sẽ viết được cái ý kiến của mình Đấy, thì cái phần viết nó sẽ được tích hợp ngay cả trong cái nội dung của phần đọc và trong một chủ điểm thì cái nội dung viết ở đây là sẽ là viết đoạn văn tả phong cảnh viết bài văn tả phong cảnh ở chủ điểm thiên nhiên kỳ thú. Phần này thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý thầy cô, đó là có cái sự tích hợp giữa cái đọc, viết, nói và nghe như là vừa đã trình bày. Ở chủ điểm vẻ đẹp cuộc sống thì văn bản đọc sẽ là các bài đọc về những vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống thường ngày, vẻ đẹp trong tình cảm, suy nghĩ, hành động, việc làm của những người quanh ta, thế thì với những cái văn bản đọc như vậy thì chúng ta hình dung là đến phần viết học sinh sẽ viết cái gì thì phần viết ở đây sẽ là luyện viết bài văn tả người giúp các em biết quan sát và cảm nhận vẻ đẹp riêng của mỗi người và ghi lại bằng lời văn bằng tình cảm cảm xúc của mình dành cho những người mà mình yêu quý hoặc có ấn tượng sâu sắc thì phần viết đã được chuẩn bị ở trong cái nội dung của những bài đọc khi mà những bài đọc đó đi sâu vào việc miêu tả chính cái vẻ đẹp rất là bình dị của những con người xung quanh ta phần nói và nghe sẽ là thảo luận về nét đẹp học đường biết bày tỏ ý kiến nhận xét về những cử chỉ hành động việc làm tốt hoặc là chưa tốt biết tôn trọng ý kiến khác biệt thì nội dung nói và nghe này cũng gắn chặt với nội dung viết và nội dung đọc Thế vẻ đẹp trong cuộc sống nói chung của những người xung quanh chúng ta là như vậy Thế bây giờ khi các em là học sinh, các em đến trường đi học thì cái nét đẹp học đường nó sẽ được thể hiện như thế nào? Một cái phần nữa mà tôi muốn chia sẻ về cái quan điểm dạy học của tiếng Việt Nam đó là dạy kiến thức tiếng Việt theo quan điểm chức năng, các khái niệm được giải thích một cách đơn giản dễ hiểu, chú trọng đến nghĩa và cách dùng của các đơn vị ngôn ngữ. Quý thầy cô cũng có 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 phản nàn là kênh chữ nhỏ quá, cho nên là đọc văn bản nó khó. Thì thực ra nó sẽ có rất là nhiều các cái văn bản minh họa khi nào mà cần phân tích vào một cái phần nào đó sâu hơn thì tôi sẽ sẽ chiếu những cái slide nó cụ thể hơn còn ở đây thì tôi đang muốn có một số slide là đang muốn quý thầy cô nhìn cái tổng thể cho nên là có thể trên màn hình cùng một lúc nó có thể có đến ba cái slide thì chữ nó bị nhỏ thì sẽ có những cái phần nó cụ thể hơn thì tôi sẽ nói chậm hơn thì quý thầy cô sẽ chịu khó theo dõi một chút tôi quay trở lại với cả cái phần thứ ba À đây cũng là phần mà tôi nghĩ là các thầy cô sẽ rất là quan tâm tức là chúng ta dạy dạy cái kiến thức tiếng việt hay là kiến thức ngôn ngữ đó, mà theo cái quan điểm của chức năng có trước đây là chúng ta theo quan điểm của cấu trúc cho nên bao giờ nó cũng hàn lâm nó cũng nặng nề thế còn theo quan điểm chức năng ấy, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn tức là các em luôn luôn được biết rằng là chúng ta dạy cái này là để làm gì mục đích của nó là để các em sử dụng như thế nào ở trong cuộc sống Thế định hướng đổi mới quan điểm dạy học kiến thức tiếng Việt này phù hợp với việc đổi mới mục tiêu của chương trình. Tức là chúng ta chuyển từ mục tiêu chú trọng cung cấp kiến thức sang mục tiêu giúp người học phát triển toàn diện, phẩm chất và năng lực. Cách dạy học trong sách tiếng Việt Nam giúp giảm tải nội dung bài học, tăng cường hiệu quả ứng dụng các kiến thức tiếng Việt vào hoạt động thực hành. cái phần đó thì tôi sẽ có những cái minh họa tiếp theo và đặc biệt là chúng ta cũng có một cái băng hình là ở cái bài dạy về đại từ của một cô giáo ở Hà Nội để lúc bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để chúng ta xem xem là dạy học theo quan điểm chức năng dạy tiếng Việt theo quan điểm chức năng là như thế nào về cấu trúc sách và cấu trúc bài học thì sách sẽ có hai tập là tập 1 và tập 2 mỗi tập đều có bốn chủ điểm các chủ điểm ở tập 1 là thế giới tuổi thơ, thiên nhiên kỳ thú, trên con đường học tập và nghệ thuật muôn màu. Còn các chủ điểm ở tập 2 là vẻ đẹp cuộc sống, hương sắc trăm miền, tiếp bước cha ông và thế giới của chúng ta. các thầy cô nếu mà chỉ dạy lớp 5 thôi thì các thầy cô có thể thấy là uh, riêng về tên các cái chủ điểm của lớp 5 này thì so với lớp 5 cũ, tên gọi của các chủ điểm cũng thay đổi rất là nhiều cái cách thay đổi này để cho học sinh cảm thấy rằng là nó có gì đó nó hấp dẫn hơn, nó thú vị hơn và khơi gợi cái sự khám phá của các em. ví dụ như là trước đây thì chúng ta có những cái chủ điểm nghe nó hơi nó hơi bị nặng nề. ví dụ như là chủ điểm nam và nữ chẳng hạn, Đấy, tên nghe nó, nó chưa được thực sự là hay. thế thì bây giờ hay là chủ điểm người công dân nghe nó rất là trách nhiệm thì bây giờ các cái chủ điểm ấy, tên gọi ấy, nó cũng mềm mại hơn thế nhưng thông điệp ấy, thì vẫn nhiều thông điệp giống nhau ví dụ tiếp bước cha ông là một cái thông điệp nó cũng có thể nó sẽ giống với cả Việt Nam tổ quốc ta đúng không ạ hoặc là cả trong đó nó cũng sẽ có cả cái trách nhiệm của người công dân hay là thế giới của chúng ta là một cái chủ điểm nhìn ra thế giới nhưng vẫn có trách nhiệm của các em học sinh ở trong đó. Thì chúng tôi khi mà đặt tên của các cái chủ điểm này thì chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, đã cân nhắc và có những cái thay đổi. Thế thì với các cái chủ điểm ở tập 1 thì các cái bài học sẽ tập trung giúp học sinh cảm nhận cuộc sống của lứa tuổi các em. Đấy là cái cái chủ điểm thế giới tuổi thơ. Còn cái thiên nhiên của kỳ thú sẽ giúp các em khám phá những điều kỳ thú vẻ đẹp của thiên nhiên trên con đường học tập sẽ là gì học sinh sẽ có được những cái trải nghiệm về con đường học tập và các em sẽ thấy rằng là cái con đường học tập không phải là một cái con đường nó trải toàn hoa hồng ở đây sẽ có rất là nhiều bài đọc nói về những cái tấm gương thành công trong học tập nhưng bên cạnh đó chính là cái sự nỗ lực của những cái tấm gương đó Chủ điểm nghệ thuật muôn màu sẽ giúp các em có những cảm xúc sâu lắng về thế giới nghệ thuật phong phú. Ở tập 2 thì chủ điểm vẻ đẹp cuộc sống giúp học sinh biết trân trọng những cái vẻ đẹp bình dị của những cái con người xung quanh chúng ta. Chủ điểm hương sắc trăm miền giúp các em có niềm tự hào về cảnh sắc sản vật của các miền đất nước chủ điểm tiếp bước cha ông giúp các em uh, có thể hiểu và hãnh diện tự hào cũng như là có trách nhiệm Đấy. Uh, để về cái truyền thống tốt đẹp mà dân tộc ta đã bao đời gìn giữ và gây dựng còn cái chủ điểm cuối là thế giới của chúng ta sẽ mở cánh cửa để học sinh nhìn ra thế giới rộng lớn đây là cái mục đích của chúng tôi khi mà đưa vào những cái chủ điểm này trong sách tiếng Việt Nam. Bây giờ cụ thể hơn về cấu trúc sách thì quý thầy cô đều biết là chúng ta có 35 tuần để giảng dạy. 18 tuần được bố trí ở học kỳ 1 và 17 tuần ở học kỳ 2. Với học kỳ 1 18 tuần thì học sinh sẽ học bốn chủ điểm với 32 văn bản đọc. Đấy, 32 văn bản các em sẽ học trong 16 tuần. Sau đó thì hai tuần dành cho ôn giữa kỳ và ôn cuối kỳ. Thì ở tập 2 chúng ta cũng sẽ có một tuần dành cho ôn giữa kỳ và một tuần ôn cuối kỳ. Còn bốn chủ điểm ở đây thì các em sẽ chỉ học 30 bài thôi. Số lượng bài sẽ sẽ ít đi bởi vì chúng ta sẽ chỉ có 15 tuần để dành cho bốn chủ điểm cụ thể hơn thì tôi xin phép được giới thiệu tên của các bài đọc ở đây sẽ có những cái bài mà nó có trong sách tiếng Việt Nam cũ và cũng, cũng sẽ có những cái bài mới ở chủ điểm 1, thế giới tuổi thơ đó là các bài thanh âm của gió cánh đồng hoa tuổi ngựa bến sông tuổi thơ tiếng hạt nảy mầm ngôi sao sân cỏ bộ sưu tập độc đáo và hành tinh kỳ lạ ở chủ điểm 2, thiên nhiên kỳ thú sẽ có các bài đọc này trước cổng trời kỳ diệu rừng xanh hang sơn đòn những điều kỳ thú những hòn đảo trên vịnh hạ long mầm non những ngọn núi nóng dãy bài ca về mặt trời xin chào sahara thì ở cái chủ điểm này chúng tôi đã đưa vào những cái văn bản mà được lựa chọn rất là cẩn thận để các em có thể nhìn thấy vẻ đẹp rất là kỳ vĩ của thiên nhiên đó là vẻ đẹp của trời của rừng của hang của đảo, của cây, của núi, của mặt trời, của hoang mạc, sa mạc. À, các thầy cô sẽ thấy rằng là những văn bản ở đây là những cái văn bản miêu tả thiên nhiên vô cùng đẹp và hấp dẫn. Ở chủ điểm thứ ba là chủ điểm học tập. Trên con đường học tập thì sẽ có thư gửi các học sinh. Đây là một cái văn bản có thể xem là kinh điển rồi. Thư của bác Hồ gửi cho các con, các em học sinh nhân ngày khai trường mà ở đó có những cái đoạn mà rất nhiều trường đã đưa lên làm cái slogan của trường mình Thế đây là một cái văn bản nhất thiết là học sinh sẽ phải học tấm gương tự học là nói về tạo quang biểu rồi trải nghiệm để sáng tạo cổ luyện thành tài thế giới trong trang sách từ những câu chuyện ấu thơ giới thiệu sách giấy mèn phiêu lưu ký và tinh thần học tập của nhà philip thì như ban nãy tôi đã chia sẻ với quý thầy cô cái chủ điểm trên con đường học tập này sẽ là cái chủ điểm mà đưa ra À, giới thiệu cho các em những cái người rất là nổi tiếng, rất thành công. Thế nhưng để thành công thì họ đã phải khổ luyện. Thế thì cái con đường khổ luyện của họ như thế nào để đi đến thành công thì sẽ được giới thiệu trong những cái bài đọc cụ thể. Và ở đây các em sẽ học được cái cách học. Ví dụ như là học mọi lúc mọi nơi như thế nào. Ví dụ học cùng với cả nhà, tức là cả nhà cùng học như cái tinh thần học tập của nhà Philip. Đấy. Thì chắc chắn là các em sẽ học được nhiều cái phương pháp học tập Thông qua các cái bài học ở chủ điểm 3. Chủ điểm 4 là một cái chủ điểm uh, chắc là học sinh sẽ thích, đấy là chủ điểm nghệ thuật muôn màu. Trong chủ điểm này thì sẽ có các cái bài đọc đó là tiếng đàn balalaika trên sông đà, trí tưởng tượng phong phú, tranh làng hồ, tập hát quan họ, phim hoạt hình chú ốc sen bay, nghệ thuật múa ba lê một ngôi chùa độc đáo và sự tích chú tễu thế thì rất là khó để có thể đưa tất cả các cái loại hình nghệ thuật vào trong một chủ điểm nhưng rõ ràng là quý thầy cô có thể nhìn thấy cái sự uh, nỗ lực của chúng tôi khi mà đã đưa ra được rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật thông qua các cái bài đọc này uh, trong đó thì có âm nhạc đúng không có đàn có hát quan họ có um, hội họa có tranh làng hồ hội họa đúng không ạ có phim hoạt hình tức là có điện ảnh có múa đấy và có um, kịch vân vân nhờ kỹ thuật chuyển cho cô với cái slide lại không chuyển được chủ điểm 5 thì là bắt đầu của tập 2 các em sẽ À, đến với cái chủ điểm vẻ đẹp cuộc sống với các bài đọc đó là tiếng hát của người đá. Cúc Hát Du, những em bé lớn trên lưng mẹ. Hạt gạo làng ta, hộp quà màu thiên thanh, giỏ hoa tháng năm, thư của bố, đoàn thuyền đánh cá và khu rừng của mắt. À, những cái bài đọc này sẽ giúp các em nhận thấy cái vẻ đẹp bình dị của những cái người mà làm ra hạt gạo, của những người đi đánh cá, rồi uh, của những người mẹ điệu con ở trên lưng đi làm nương vân vân. À, quý thầy cô chúng ta nếu có ý kiến gì thì các thầy cô cũng cứ ghi vào bảng chat và tôi sẽ đọc và trả lời vào cái thời điểm thích hợp, ví dụ như là vào cái, chẳng hạn quý thầy cô hỏi về phần viết thì tôi sẽ giải thích ở trong cái phần mà uh, chúng ta có phần uh, hướng dẫn dạy học cái nội dung viết hoặc là nếu hỏi về phần đọc thì tôi sẽ sẽ trả lời vào phần đọc hoặc tôi có thể trả lời vào sau cái giờ nghỉ giải lao. Như vậy thì để cho nó liền mạch thì tôi xin phép được trình bày tiếp quý thầy cô chúng ta cứ tiếp tục đặt câu hỏi và tôi cũng sẽ ghi lại những cái câu hỏi này để giải thích cho quý thầy cô à, chúng ta hoàn toàn yên tâm là đến cuối buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ dành một cái thời gian uh, nhất định cho cái việc thảo luận ở chủ điểm 6 thì chúng ta có các cái bài đọc là hội thổi cơm thi ở đồng vân những búp chè trên cây cổ thụ hương cốm mùa thu vũ điệu trên nền thổ cẩm, đàn tư rưng tiếng ca đại ngàn, đường quê Đồng Tháp 10, xuồng ba lá quê tôi và về thăm đất mũi. Thì quý thầy cô hình dung là à, uh, đây là cái cái vẻ đẹp của, của bàn tay, do bàn tay con người tạo dựng nên. Chủ điểm 7 là tiếp bước cha ông thì có những bài nghìn năm văn hiến, người thầy của muôn đời, danh y tuệ tĩnh, cụ đồ triệu, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, bộ đội về làng, về ngôi nhà đang xây và Việt Nam quê hương ta. Thì chủ đề này sẽ kết thúc bằng một cái bài thơ mà có lẽ người Việt Nam nào cũng lên thuộc, nên thuộc. Đó là cái bài thơ chúng ta gọi là bài thơ hấp Hải của Nguyễn Đình Thi, Việt Nam quê hương ta. Chủ điểm 8 sẽ là các bài, bài ca trái đất, những con hạc giấy, một người hùng thầm lặng, giờ trái đất, điện thoại di động, thành phố thông minh Mazda. À, chỉ cần nghe tên bài đọc thôi thì quý thầy cô cũng có thể hình dung ra được cái chủ điểm 8 này. Nó như thế nào? Rõ ràng là có cái hơi thở của cuộc sống hiện, hiện đại ở đây. Chúng ta có cái cuộc sống hiện đại với với giờ trái đất, với điện thoại thông minh, ở à, dưới điện thoại di động, với thành phố thông minh, vân vân Bây giờ sẽ là thống kê về ngữ liệu theo kiểu loại văn bản. Ngữ liệu trong tiếng Việt Nam có tổng số 62 văn bản chưa tính các văn bản trong các phần ôn tập giữa kỳ, cuối kỳ và cuối năm học. Gồm các văn bản văn học và văn bản thông tin, phân bổ cụ thể như sau. Chúng ta sẽ có 17 văn bản thơ, một văn bản kịch, 28 văn bản truyện và các thể loại uh, văn học khác như là miêu tả hay là tản văn, 16 văn bản thông tin thế thì cái tỷ lệ văn bản này là tỷ lệ mà chúng tôi đã chọn lựa rất là kỹ và cũng tuân theo cái quy định của chương trình Việt Nam đúng là đất nước của thơ ca các thầy cô có thể hình dung sau một cái trận thắng của đội tuyển Việt Nam một trận thắng bóng đá thì có rất nhiều các bài thơ được viết ở trên các cái trang Facebook cá nhân thế tuy nhiên thì cái văn bản thơ được đưa vào chương trình tiếng Việt Nam thì số lượng của nó là 17 không không quá nhiều không quá ít bởi vì các em cũng phải dành một cái thời gian để mà các em học cái thể loại văn bản thông tin đây là cái loại văn bản rất cần thiết cho cuộc sống của các em sau này giờ chúng ta đọc gọi là các cái văn bản nói chung thì cái việc mà chúng ta nắm được thông tin trong văn bản như thế nào đấy là điều rất quan trọng về cái hệ thống ngữ liệu ở trong sách giáo khoa tiếng Việt Nam thì nhân đây tôi cũng xin được cái bày tỏ cái sự biết ơn đối với cả hội đồng thẩm định đối với các quý thầy cô rất nhiều người đã góp phần làm cho ngữ liệu trong tiếng Việt Nam nó trở nên hoàn hảo hơn trong tiếng Việt Nam kết nối tri thức với cuộc sống ngữ liệu rất là tươi mới trong sáng giàu hình ảnh giàu cảm xúc và phù hợp tâm lý tiếp nhận của học sinh lớp 5. Phải phù hợp tâm lý tiếp nhận thì các em thấy là không quá khó và cũng không không quá dễ. Như vậy thì chúng ta cái việc tiến hành dạy học nó mới thuận lợi được. Hầu hết ở các bài đọc nhân vật trung tâm chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc sẽ là trẻ em. Và thông qua cái hệ thống ngữ liệu như vậy, chúng ta sẽ phát triển các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe cho học sinh. À, cũng như là phát triển cá tính lành mạnh tư duy độc lập cho các em và hơn hết cả là chúng ta sẽ bồi dưỡng cho các em tình yêu đối với gia đình, bạn bè, thầy cô. Tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương, đất nước đồng loại. Chúng tôi luôn luôn quan niệm rằng là hệ thống ngữ liệu nó sẽ quyết định được tới 50 thành công. 50% thành công của bộ sách. Bởi vì là tất cả các cái sự tích hợp như tôi nói về đọc viết nói và nghe thì nó đều ban đầu là nó sẽ xoay quanh cái văn bản đọc. Do vậy cái văn bản đọc mà hay thì chúng ta sẽ triển khai những phần sau nó sẽ rất là dễ và nó sẽ hay. Đó cho nên là khi lựa chọn ngữ liệu chúng tôi đầu tư rất là nhiều thời gian công sức vào ngữ liệu. Nên nếu quý thầy cô đã từng dạy kết nối từ lớp 1 cho đến lớp 4 thì chúng ta có thể yên tâm về cái hệ thống ngữ liệu trong kết nối tri thức với cuộc sống. Về cấu trúc bài học thì tôi xin phép được chia sẻ rõ hơn. Đó là một tuần chúng ta sẽ có hai bài đọc. Hai bài học là một bài ba tiết và một bài bốn tiết bài 3 tiết sẽ có đọc chúng ta dạy trong một tiết luyện từ và câu trong một tiết và viết trong một tiết chúng ta gọi à, đây là bài lẻ đó. còn bài chẵn là bài 4 tiết chúng ta sẽ có đọc và luyện tập theo văn bản đọc phần này chúng ta dạy trong hai tiết trong hai tiết này chúng ta sẽ dành cho cái nội dung đọc là một tiết rưỡi luyện tập theo văn bản đọc sẽ là nửa tiết tiếp theo là phần viết chúng ta dạy trong một tiết hoạt động nói và nghe hoặc đọc mở rộng thì sẽ là hai hoạt động được tổ chức luân phiên tức là một tuần mới uh, xuất hiện một lần đó. và chúng ta dạy trong một tiết như vậy thì chúng ta có thể thấy cái phần luyện từ và câu ấy, là chúng ta sẽ dạy cho học sinh trong thời lượng là một tiết rưỡi của cả một tuần bởi vì cái luyện tập theo văn bản đọc ấy, thì thực ra là nó sẽ là luyện từ và câu nhưng mà lấy ngữ liệu là từ văn bản đọc chúng ta sẽ có hai tiết dành cho viết đúng không? hai tiết rưỡi là dành cho đọc còn nói và nghe và đọc mở rộng thì nó sẽ là một tiết tức là mỗi tuần nó sẽ có nửa tiết nói và nghe và nửa tiết đọc mở rộng cuối mỗi bài 3 tiết và 4 tiết thì đều có hoạt động vận dụng thì cái hoạt động này là học sinh thực hiện ở nhà các hoạt động trong một bài học cụ thể nó sẽ gồm có khởi động này khám phá luyện tập thực hành và vận dụng thế thì cái hoạt động khởi động ở trong một cái phần đọc ấy, thì ở sách giáo khoa tiếng việt nam đã, đã có cái phần khởi động rất là chọn lựa rồi tức là chúng tôi bài đọc nào cũng sẽ có phần khởi động được đưa vào để các em chuẩn bị tâm thế cũng như là kiến thức để sẵn sàng bước vào cái bài đọc nhưng các thầy cô cũng hoàn toàn có thể khởi động theo cái cách của riêng mình nếu như chúng ta thấy rằng cái cách khởi động của mình uh, nó hay hơn hấp dẫn hơn hoặc là nó thiết thực hơn uh, cho cái cái bài đọc hoạt động vận dụng thì là như bên đấy tôi có chia sẻ học sinh sẽ thực hành ngoài giờ lên lớp thường là kể chia sẻ với người thân về một nội dung đã học hoặc cùng người thân phối hợp thực hiện một công việc có liên quan đến vận dụng bài học vào đời sống hàng ngày. Ở trên màn hình của quý thầy cô là một ví dụ về một văn bản đọc bài số 11, Hang Sơn Đỏ, Những Điều Kỳ Thú. Ở cái thẻ đầu tiên, cái thẻ đọc đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái logo. Những cái logo này nó hơi bé thì tôi xin được 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 giải thích như thế này. Ờ, đầu tiên sẽ là hai cái đứa trẻ đấy nó đang nói chuyện với nhau thì cái logo này chính là logo của phần khởi động em biết những điều gì về hang sơn đỏ sau đó tiếp theo là có cái logo cậu bé dở cái cuốn sách thì đây chính là logo cho phần đọc và tên bài đọc nó sẽ được lặp lại một lần nữa là hang sơn đỏ những điều kỳ thú sau đó hết cái phần bài đọc thì sẽ có giải thích những cái từ ngữ khó. Và tiếp theo là logo uh, cái dấu hỏi chấm. Đây là phần dành cho câu hỏi. Và tiếng Việt Nam sẽ có 5 câu hỏi ở phần đọc hiểu. Tiếp theo thì uh, sẽ là cái bài số 12 tôi giới thiệu phần đọc để quý thầy cô hình dung. À, chúng ta có cái phần khởi động nhé cho bài những hòn đảo trên vịnh hạ long là chia sẻ những điều em biết về vịnh hạ long sau đó đến cái phần luyện đọc thành tiếng đó và sau cái phần đó là có phần câu hỏi tức là đọc hiểu và có 5 câu hỏi được đưa ra tiếp theo là cái phần kính lúp tức là cái biểu tượng này có nghĩa là chúng ta soi vào từng câu chữ ở trong văn bản để chúng ta xem xem là uh, có những những cái câu chữ đó nó hàm chứa những cái loại ý nghĩa gì thì cái phần này chính là cái phần luyện từ và câu nhưng theo văn bản đọc, tức là lấy ngữ liệu từ văn bản đọc. Thế thì tôi lấy cái ví dụ của cái phần uh, luyện từ và câu mà theo văn bản đọc đó là tôi tôi gọi là luyện tập theo văn bản đọc. Ở đây chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Phần này chúng ta sẽ dạy cho học sinh trong nửa tiết. Còn cái bài đọc ấy thì là học sinh sẽ học trong một tiết rưỡi. Nêu tác dụng của các từ ngữ sau trong việc miêu tả những hòn đảo trên vịnh Hạ Long. Nhấp nhô, sừng sững, thưa thớt, tròn von, súng xít và trông chênh. Đây là những từ ngữ mà xuất hiện ở trong bài tức là những cái tính từ miêu tả rất là đắt, giả, đắt giá thì các em phải nêu được cái tác dụng của những cái từ ngữ này trong cái việc miêu tả như vậy. Thì đây là một cách vừa luyện tiếng Việt nhưng đồng thời vừa chuẩn bị cho các em, một là để các em hiểu sâu hơn văn bản đọc, nhưng hai là để chuẩn bị cho các em để các em có thể viết tốt hơn, tức là khi viết chúng ta biết sử dụng những cái tính từ để miêu tả. À, và cái bài tập số 2 là tìm trong các từ dưới đây những cặp từ đồng nghĩa. ngắm nhìn Chầm lặng quần tụ vững chãi vững chắc quây quần trầm tĩnh và chiêm ngưỡng thì đây cũng là những cái từ mà nó xuất hiện ở trong bài đọc thì các em sẽ cần phải hiểu được cái nghĩa của từ để tìm ra được những cái cặp từ đồng nghĩa và sau đó thì các em sẽ đặt câu với một cái cặp từ đồng nghĩa mà các em tìm được ở trong cái bài tập số 2. Thì đấy là cái phần luyện tập sau văn bản đọc. Về phần là luyện từ và câu thì luyện từ và câu được phân bổ ở tiết 2 của bài 3 tiết. Ngữ liệu mở tức là nó sẽ linh hoạt không phụ thuộc nhiều vào văn bản đọc. Cái phần mà luyện tập theo văn bản đọc thì tất nhiên ngữ liệu của nó phải nằm trong văn bản đọc. Còn phần luyện từ và câu này nó sẽ có tính độc lập tương đối, tức là cái phần ngữ liệu có thể linh hoạt và không phụ thuộc nhiều vào văn bản đọc. Đấy, phần luyện tập theo văn bản đọc thì ban nãy tôi cũng đã phân tích rồi, nó sẽ nằm ở nửa sau tiết 2 của cái bài 4 tiết, bổ trợ cho tiết luyện từ và câu ở bài 3 tiết, giúp học sinh củng cố và vận dụng kiến thức về từ và câu qua những ngữ cảnh cụ thể chân thực. Về phần viết thì chương trình môn tiếng Việt lớp 4 và lớp 5 không có yêu cầu viết chính tả. Hoạt động viết tập trung vào yêu cầu viết đoạn, bài. Mà tên gọi cũ ở đây chính là phân môn tập làm văn. Thế thì có rất nhiều thầy cô cũng có ý kiến rằng là tại sao lại không để cho học sinh uh, luyện viết chính tả. Học sinh vẫn sai chính tả rất là nhiều. Thế sao chúng ta không dành thời liệu lượng cho cái việc này? Thế thì các thầy cô cũng có thể nhìn thấy cái sự bố trí chương trình, tức là số tiết, ấy, số lượng tiết của tiếng Việt Nam của chương trình cũ, chương trình trước đây, chương trình mới, sẽ có những cái thay đổi. Và cái số lượng tiết của các lớp 3, 4, 5 ít hơn rất nhiều so với các lớp 1, 2. Và với một cái số lượng tiết mà một tuần bây giờ chúng ta có 7 tiết để dạy cho môn tiếng Việt thì chắc chắn là chúng ta không thể dạy được tất cả các nội, các nội dung. Không ai nói là chính tả là không cần thiết. Thế nhưng với lớp 5 chúng ta phải dành thời gian cho cái việc viết nội dung. Các em sẽ viết cái gì? Cho nên tập trung vào cái nội dung viết để yêu cầu về viết đoạn, viết bài. Còn chính tả chúng ta vẫn sẽ chấm cho các em thông qua chính những cái bài viết của các em và trong cái trong khi mà các em thực hiện những cái hoạt động ở trên lớp kể cả là các em học luyện từ và câu hay là các em uh, học đọc học đọc thì vẫn có những cái phần ví dụ như các em cài thẻ chữ lên bảng chẳng hạn tất cả những cái chỗ nào mà liên quan đến viết và liên quan đến chính tả thì các thầy cô đều có thể chữa cho các em chứ không sẽ không có phần chúng ta dạy chính tả riêng tất cả các bài đều có một tiết rèn kỹ năng viết đoạn văn và bài văn cách phân bổ thời gian như vậy cho thấy tiếng Việt Nam thống nhất với các lớp dưới tiếp tục quan tâm đặc biệt đến mục tiêu phát triển kỹ năng viết cho học sinh à, trước đây thì ở các nhà trường phổ thông à, chúng ta theo cái quan điểm mà là nét chữ nét người chúng ta dành rất nhiều thời gian để luyện cho các em viết đẹp thế thì bây giờ với chương trình mới này thì chúng tôi không có yêu cầu các em phải viết đẹp các em viết đẹp và nắn nót chắc chắn nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Mà lên lớp 6 khi các em phải học một cái kiến thức khổng lồ thì lập tức là cái việc mà chúng ta rèn học sinh viết chữ đẹp thì nó bị phá sản. Và chúng ta cũng thấy bây giờ thì với cái yêu cầu của một cái cuộc sống mới chúng ta cần thông tin, chúng ta cần cái sự nhanh nhạy và chúng ta cũng có nhiều cái phương tiện thông tin hỗ trợ thì cái việc viết đẹp nó không quá quan trọng như ngày xưa. Ngày xưa chúng ta cũng rất là muốn học sinh viết đẹp để có thể là cái chữ viết đẹp còn dùng Ở việc viết giấy khen chẳng hạn thì bây giờ đến viết giấy khen người ta cũng in thì tôi không 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 đánh giá cái việc là chúng ta cái cái mà như cha ông ta vẫn cứ luôn nói là nét chữ nét người nó 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 giảm đi cái ý nào cả nhưng mà chúng ta nên phân bổ thời gian cho nó hợp lý để mà xem xem là trong mỗi bài văn thì sự sáng tạo của các em ấy, nó là cái gì về nói và nghe và đọc mở rộng thì um, hoạt động nói và nghe và hoạt động đọc mở rộng được thực hiện luân phiên ở tiết 4 của bài 4 tiết. Sự sắp xếp theo cách này đảm bảo thời gian phù hợp cho cả hai hoạt động theo đúng yêu cầu của chương trình, không ảnh hưởng đến thời gian dành cho những hoạt động cần ưu tiên hơn, đó là đọc văn bản và luyện viết. Chúng ta thấy nói và nghe và hoạt động đọc mở rộng ấy, nó sẽ được giảm thiểu À, như tôi nói là tính ra là sẽ chỉ có nửa tiết ở trong trong một tuần thôi thế thì cái này là cũng đều là có cái sự tính toán uh, của tác giả sách giáo khoa rồi chúng ta sẽ dành thời gian cho những cái hoạt động mà chúng ta cho rằng là nó cần ưu tiên hơn như là đọc và viết về những điểm mới nổi bật của tiếng Việt Nam thì tôi xin phép được chốt lại thông qua tất cả những cái điều mà tôi mới uh, tôi vừa mới trình bày cho quý thầy cô uh, có bốn cái điểm mới nổi bật một đó là sắp xếp các bài học theo chủ điểm phân bổ các bài học trong tuần hợp lý thời lượng đảm bảo phù hợp với tiến độ học tập của học sinh thứ hai là tích hợp hoạt động đọc viết nói và nghe trong mỗi bài học kiến thức tiếng Việt sẽ được dạy học một cách nhẹ nhàng. Thứ ba, nhiều bài đọc có nội dung hiện đại, tươi mới, hấp dẫn đối với học sinh, đáp ứng hiệu quả mục tiêu giáo dục. Thực ra thì rất nhiều người cho rằng là trước đây thì những cái văn bản ở trong sách giáo khoa nó đã là những cái văn bản rất là hay rồi. Tại sao lại phải thay đổi? Tại sao lại phải đưa những cái văn bản mới vào? Thế thì chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy rằng cái cuộc sống nó phát triển quá nhanh chóng. Những cái mà mình yêu, mình xúc động của ngày hôm qua nó không phải là cái mà bọn các con của chúng ta nó yêu và nó xúc động. Nó không giống nhau như thế. Cho nên là có những cái bài chúng tôi cũng đã phải thay đổi. Nhưng mà những cái bài kinh điển thì các em vẫn sẽ được học vì các thầy cô có thể yên tâm về cái điều đó. có những cái bài mà mang hơi thở của cuộc sống hiện đại như những cái bài về điện thoại thông minh, hay là những cái thành phố thông minh, vân vân, đấy là những cái mà rất nên được đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông mới và chắc chắn là học những cái bài đó thì học sinh sẽ thích. Cái thứ tư là bài học mập giúp giáo viên được chủ động sáng tạo trong dạy học thuận lợi trong đổi mới đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá. Thì cái bài học mở cụ thể như thế nào thì đến cái phần mà dạy về các cái hoạt động cụ thể tôi sẽ nói chi tiết hơn với quý thầy cô. Ngoài ra kênh hình trong tiếng Việt Nam được thiết kế công phu có tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao. Các thầy cô có thể so sánh về mặt hình thức quyển sách cũ với quyển sách mới các thầy cô sẽ thấy rằng là sách mới kênh hình được chú trọng rất là nhiều và mình nhìn qua thôi thì mình cũng sẽ thấy rằng là sách mới đẹp hơn so với sách cũ tất cả các cái hình minh họa ở trong sách mới đều được đầu tư rất là công phu cái việc đầu tư này nó sẽ có hai cái ý nghĩa một là để cho sách đẹp và hấp dẫn hơn nhưng đấy là cái ý nghĩa thứ yếu hai cái ý nghĩa quan trọng hơn là thông qua kênh hình các em sẽ học được cái gì thế thì bây giờ chắc là các thầy cô cũng nghe rất là quen cái cụm từ là văn bản đa phương thức khi mà chúng ta dạy học cho học sinh là chúng ta dạy học sinh tiếp cận với cái loại văn bản đa phương thức tức là vừa có kênh hình vừa có kênh chữ thì các thầy cô sẽ dành thời gian để cho học sinh quan sát kênh hình và chúng ta cũng có thể triển khai văn bản đọc theo cái cách là ví dụ như bây giờ khởi động nhé các thầy cô cho các em xem cái xem tranh xong rồi các thầy cô chiếu cái tên của bài học và các em hãy dựa vào tranh và tên bài học ấy. chúng ta đoán xem xem là cái bài ngày hôm nay sẽ nói về nội dung gì Đấy, để các em có thể phát huy được cái trí sáng tạo của mình và để các em đọc nội dung đọc qua chính cái hình ảnh thì chúng tôi cũng rất là tự hào về đội ngũ họa sĩ của tiếng Việt Nam thì nhân đây cũng xin chia sẻ là tiếng Việt Nam kết nối tri thức với cuộc sống có một đội ngũ họa sĩ rất trẻ và vì trẻ cho nên các bạn ấy rất là sáng tạo và nhìn tranh ở trong sách thì đã thấy cái tính hiện đại và và sáng tạo rồi thì đấy là một cái điều mà chúng tôi cũng cũng rất tự hào. Mặc dù là lúc đầu khi mà làm việc với các họa sĩ thì khi mà các tác giả thêm một cái bức tranh nào đó, các bạn ấy cũng 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 hay bị tự ái. Thế nhưng chúng tôi vẫn đóng góp và cũng qua rất là nhiều lần thẩm định, hội đồng thẩm định rồi cũng như là các thầy cô ở các địa phương góp ý thì chúng tôi cũng đã sửa tranh rất nhiều lần để đến bây giờ thì chúng ta có một cái cái bộ sách tiếng Việt Nam với cái hình hài như vậy. Chuyển đường. À, kính thưa quý thầy cô, bên cạnh uh, hai cái quyển sách giáo khoa tập 1 và tập 2 thì chúng tôi còn có sách giáo viên và tài liệu bổ trợ. À, chúng ta có thể theo dõi toàn bộ cái các cái trang sách giáo viên, sách giáo khoa ở trên và các tài liệu bổ trợ khác nữa ở trên trang hành trang số của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam à, và đi kèm với nó là ở bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống cũng sẽ có vở bài tập. Chúng ta đều biết rằng là học sinh bây giờ thì không được viết vào trong sách giáo khoa. Chúng ta vẫn đang theo một cái chủ trương và quyển sách nào cũng viết một cái dòng khuyến khích là các em hãy uh, giữ gìn cái bộ sách này để có thể trao lại nó cho uh, cho các em học ở sau. Uh, thế thì với một cái chủ trương như vậy thì sách giáo khoa sẽ À, sẽ thiết kế theo cái hướng là học sinh không thể viết vào sách do vậy những cái dòng nào học sinh viết được là chúng tôi bao giờ cũng để chèn các bông hoa hay là các hình để các em không viết vào thế nhưng mà để thuận lợi thì các em sẽ có cái vở bài đập, bài tập Nếu các em cũng phải chép lại cái đề bài có thể thực hiện điền nối ở trong cái vở bài tập này một cách dễ dàng hơn nhưng mà cái này thì hoàn toàn tùy thuộc vào các địa phương tùy thuộc vào các trường cụ thể ở sách giáo viên, đây là đây là mấy trang sách giáo viên. À, tôi tôi chiếu để các thầy cô hình dung qua thôi ạ, còn chắc là chữ bé như thế này thì chúng ta cũng sẽ không đọc được, nhưng mà trong sách giáo viên chúng ta sẽ có phần mục tiêu, phần chuẩn bị rồi các hoạt động dạy học và nó sẽ là cái cái gợi ý cách dạy cũng như là nó sẽ có những cái đáp án rất là cụ thể cho những cái câu hỏi đọc hiểu hoặc là cho những cái phần luyện từ và câu đây là những cái trang sách khác thế còn à, đây là vở bài tập vở bài tập thì chúng ta nhìn thấy ngay là có những cái phần mà nó kẻ 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 ô rất là rõ hoặc là có những cái gợi ý để các em có thể tích vào à, theo cái kiểu trắc nghiệm các em có thể tích có thể khoanh vân vân thì cái vở bài tập này sẽ là sẽ rất là tiện dụng cho các em học sinh nhưng tôi vẫn nhấn lại một lần nữa thì cái việc mà mua vở bài tập là không bắt buộc à, Ngoài ra thì năm nay sẽ có một điều rất là đặc biệt Để dành tặng riêng cho quý thầy cô dạy lớp 5 Đó là chúng ta sẽ có uh, cái sách kế hoạch bài dạy môn tiếng Việt Quý thầy cô nhìn trên màn hình đó Nó sẽ có hai tập, tập 1 và tập 2 Tương ứng với sách giáo khoa và cái kế hoạch bài dạy này nó sẽ cụ thể hơn nhiều so với sách giáo viên, nó sẽ có phần hoạt động của giáo viên, hoạt động của học sinh và nó giống hệt như là cái một cái giáo án mà chúng ta cần phải soạn. Thế tại sao tôi lại nói là chỉ chúc mừng thầy cô lớp 5 thôi là bởi vì từ lớp 1 đến lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống chúng ta chưa có cái hệ thống của cái quyển kế hoạch bài dạy này. Lớp 5 là biên soạn đầu tiên. Và sau này thì những năm tiếp theo thì nhà xuất bản cũng sẽ tổ chức để biên soạn lớp 4, lớp 3, lớp 2 và lớp 1. Thế nhưng mà năm nay thì rất là thuận lợi cho quý thầy cô là chúng ta có cái quyển kế hoạch bài dạy này luôn rồi. Thì các thầy cô có thể sử dụng rất là thuận lợi. Thế còn về cái nội dung của cái sách giáo khoa, à sách giáo viên thì ban đấy tôi cũng có giới thiệu của sơ qua đó nó sẽ có mục tiêu này, nó sẽ có phần chuẩn bị này, có tổ chức hoạt động dạy học. Thì tôi muốn nói thêm rằng là cái phần tổ chức hoạt động dạy học ấy sẽ bám sát các hoạt động trong sách học sinh và sách giáo viên chỉ đưa ra những kịch bản gợi ý, giáo viên có thể vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo chúng tôi đều biết rằng là giáo viên tiểu học um, cực kỳ là linh hoạt trong cách dạy vì các thầy cô rất hiểu tâm lý của các em học sinh trên các thầy cô cũng biết rằng là mình tổ chức cái hoạt động như thế nào thì các em sẽ thích uh, cho nên là ngay khi mà chúng tôi đưa ra những cái bài uh, dạy để cho giáo viên uh, quay băng á tức là để làm các cái băng hình uh, giờ dạy minh họa thì chúng tôi đã thấy được cái sức sáng tạo vô biên của giáo viên Đó. các thầy cô nghĩ ra được rất là nhiều thứ thế thì chúng ta hình dung là sách giáo viên này nó chỉ đưa ra một cái kịch bản gợi ý thôi còn các thầy cô hoàn toàn có thể tiến hành theo những cách khác nhau miễn là chúng ta đảm bảo được cái mục tiêu của bài học kính thưa quý thầy cô, bây giờ theo đồng hồ của tôi là 9 giờ 36 phút, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong thời gian là 15 phút và sau đó thì xin mời quý thầy cô quay lại là chúng ta sẽ quay lại vào lúc giờ. Kế hoạch bài bài dạy chúng ta cũng có thể tham khảo ở trên cái trang tập huấn của nhà xuất bản giáo dục tất cả chúng ta đều xem được ở trên cái trang đó đến mấy giờ thì sẽ quay trở lại vào khoảng độ 9 giờ 55 xin mời quý thầy cô nghỉ giải lao. diễn đạt và nó giúp rút gọn văn bản. Chúng ta có thể so sánh một cái câu mà sử dụng phép lặp với cả một câu mà, mà sử dụng cái phép thế đại từ, tức là sử dụng đại từ để thay thế thì chúng ta sẽ thấy là câu văn ngắn hơn rất là nhiều và khi chúng ta dạy cho học sinh cái cách viết cho khoa học, cho xúc tích thì cũng lưu ý với các em là việc sử dụng đại từ để thay thế và một cái điểm nữa là các cái đại từ này còn có cái chức năng rất là quan trọng là liên kết văn bản. Do vậy khi mà chúng ta dạy cho học sinh ở cái mà học kỳ 1 về đại từ thay thế thì đến học kỳ 2 chúng ta sẽ có một cái cơ sở rất là chắc chắn để chúng ta dạy sinh cách kết các câu với nhau bằng việc là sử dụng các đại từ thay thế. Thì đấy là một số những cái điểm mà tôi muốn chia sẻ thêm với quý thầy cô. À, về đại tướng nghi vấn thì đây là một cái nội dung mới. À, có thể là các thầy cô sẽ cảm thấy nó hơi khó bởi vì chúng ta sẽ phải đọc một cái phong nền kiến thức rộng hơn rất là nhiều với những gì chúng ta sẽ dạy ở trên lớp thế thì đại từ nghi vấn đương nhiên là nó sẽ xuất hiện trong câu nghi vấn rồi thì tôi muốn chia sẻ thêm không phải trong bất cứ kỳ câu nghi vấn nào cũng chứa đại từ nghi vấn người ta có thể dùng các từ loại khác nhau để hỏi ví dụ ở trong câu a cậu có đi không câu b cậu đi à và câu c cậu đi đâu thế thì các thầy cô chú ý giúp tôi vào những từ mà in màu đỏ đó thì ở câu nhất cậu có đi không thì chính cái cách kết hợp có không này sẽ tạo nên cái mục đích hỏi ở câu b đó chính là từ à từ để hỏi là từ à ở câu c từ để hỏi là từ đâu thế thì liệu có phải cả có không cả à và đâu đều là đại từ nghi vấn không thì câu trả lời là không phải. Ở đây chỉ có một trường hợp là đại từ nghi vấn thôi. Đó là gì ạ? Đó là từ đâu ở trong câu C. Còn ở trong câu A có và không ở đây được gọi là phụ từ. Và đây chính là một cái cặp phụ từ nghi vấn. Ở trong tiếng Việt, ví dụ bây giờ chúng ta nói là tôi có đến này, tôi không đến chẳng hạn. Thì có và không đó chính là các phụ tử à, dòng dùng trong câu trần thuật còn khi chúng ta kết hợp với nhau là cậu có đi không thì có và không ở đây chính là cặp phụ tử nghi vấn thế còn ở trong câu b cậu đi à thì à này người ta không gọi là đại từ nghi vấn mà từ à này chính là một cái tiểu từ tình thái hay là cách khác đó là một tình thái từ nhìn ở trong một cái cái phạm vi rộng hơn và chỉ có từ đâu trong trường hợp này mới là đại từ nghi Thôi. Ngày thế cái câu hỏi mà có chứa các cái từ như từ đâu này thì cái cái chức năng thay thế của nó được thể hiện rất là rõ ở câu trả lời ví dụ cậu đi đâu trả lời là tôi đi hà nội thì cái đâu với cả còn cậu có đi không thì khi trả lời